Dạ em xin kính chào khách hàng của tiệm vàng Kim Minh Thảo ạ. Trưa hôm nay em có lọc của vợ chồng anh chị ở Đồng Nai lên nhiều khách nha. Đến ủng hộ tiệm vàng Kim Minh Thảo em là một mâm vàng rất là đẹp luôn nè khách nè. Đây. Quay xa một vòng cho khách xem nha. Thứ nhất là chị mua hai sợi dây, một cái dây liền mặt trái tim ha, một cái dây thương hiệu luôn. Một cái vòng BC 3 màu đi kèm luôn là cái nhẫn nè, nhẫn vàng mà si ý nha khách nha. Rồi, một cái lắc tay cho chị màu trà đi kèm là tông nhẫn trà luôn nè. Rồi một cái lắc tay màu đỏ nha, đi kèm chung là cái nhẫn đỏ chị có sẵn rồi, và một cái nhẫn nam cho anh luôn ạ. Em giới thiệu cụ thể một chút xíu nha khách nha. Cái dây này là dây liền mặt ha. Cái hàng này em mới về Đắc Thị luôn nè. Đó. Chị ở rất là xa luôn, ở tận Đồng Nai đây nha khách nha. Trời, nó có thêm cái toàn ten rất là dễ thương luôn nè mấy chị ha. Toàn ten hoa sen nha. Dây này trọng lượng vàng tầm khoảng là 1,5 kg ạ. Miếng nó có rớt không nè. Đây. Và đặc biệt của nó thêm nữa là một cái vòng bi nè. Ôi, cái vòng bi là vòng bi 3 màu, vòng bi quấn luôn nha quý khách nha. Bi quấn 3 màu này trọng lượng vàng của nó gần 1,1 lượng ạ. Rất là đẹp luôn. Đi xen kẽ luôn là có một cái nhẫn luôn, cái nhẫn bi luôn nè. Cái nhẫn bi lộng bi luôn, lộng bi thương hiệu luôn nha mấy chị. Cái nhẫn bi thương hiệu này trọng lượng vàng của nó là 1,46 ha. Đây. Rồi, một cái dây này là dây đeo xá của nha. Đó, dây đeo xá của thương hiệu luôn. Dây này trọng lượng vàng của nó là 5,77 nè. Đây, những sản phẩm mà chị mua rất là đẹp luôn nha. Chị ngại nữa là chị không có vào hình nha, khách thông cảm nha. Chứ chị mà vào hình nữa đeo những sản phẩm này là bao đẹp luôn. Rồi, em sẽ qua mâm vàng này nha. Mâm này là cái lắc tay màu trà nè. Đó, lắc trà đá tô ba luôn, rất là sáng nha. Trọng lượng vàng cái lắc này bao nhiêu đó? Cái lắc này trọng lượng vàng của nó là khắc màu trà. Trọng lượng vàng là 5,54 kg. Lắc tay này đi kèm là cái nhẫn luôn, cái nhẫn tông trà này luôn ha, đi bộ luôn là 3,303 luôn. Rất là đẹp mấy chị ơi, quá là sang luôn nha. Toàn những siêu phẩm vàng công ty Sáu Tháng Mười thôi. Một cái lắc tay đỏ nữa nè. Đó, cái lắc đỏ nha. Cái lắc đỏ này trọng lượng vàng của nó là 4,1/78. Rồi, cái nhẫn nam của anh là màu đỏ luôn, tông thật tông năm mới là màu đỏ cho nó may mắn mấy chị em anh ha. Cái nhẫn nam này trọng lượng vàng của nó là 3,24 ha. Đây. Đi kèm nữa là của chị là mua 9 dòng xi men luôn, bản phát tài phát lộc nha mấy chị. Bản 5 ly luôn nha, tay chị siêu nhỏ luôn á. Xi men là bên em có sẵn đi, còn những cái lắc này là lắc size lớn nên bên em có chỉnh đi cho chị luôn nha. Ê, em sẽ đeo cái lắc tay trà cho chị nha. Cho em mượn cái tay xinh đẹp của chị đi. Cái này người ta làm hai cái khóa cho mình luôn nè, khóa trong và khóa ngoài luôn chị. Ví dụ sau này mà chị nó rộng quá chị đeo khóa trong cũng được nữa. Màu trà ha, nhẫn luôn. Đây là nguyên một bộ lắc trà rất là đẹp luôn. Cái đây nè khách nè, đó của chị luôn nè, quá là xinh nha. Một phối màu rất là hài hòa luôn đó mấy chị. Anh ơi đeo nhẫn luôn anh? Anh không đeo hả? Anh đeo luôn đi. Đeo cái này không vậy? Rồi đây, đây mấy chị, đó hai vợ chồng Linh mua rất là đẹp luôn nha. Rồi em sẽ như bỏ những cái này vô cho chị nha. Tổng giá trị sản phẩm mà anh chị mua ngày hôm nay á, rồi quá trời nhiều luôn rồi. Cái hóa đơn này là 150 này, có đem 10 mấy triệu nữa là 160 mấy triệu hơn nha mấy anh mấy chị ha. Rồi cái lắc đỏ em đeo bỏ vô hộp luôn. Ôi. Đây cái lắc, cái nhẫn không đeo dây hả chị? Dây này là quá đẹp luôn rồi. Vậy rồi, vậy rồi, rồi em có hộp nhỏ luôn đi kèm luôn cho chị luôn. Rồi, cảm ơn bà chồng anh chị đã đến ngồi tiền vàng của em nha. Có hai cái hộp cho chị luôn, vì cái nào chị không đeo thì chị bỏ ở đây ha. Dạ, cảm ơn bà chồng anh chị nha. Dạ, cảm ơn chị nhiều ạ. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Chiều hôm nay thì Kim Thành Thảo có lọc huyết của chị Tâm và chị Định ha. Hai chị là ở Long Thành, Đồng Nai ạ. Thì hôm nay là đến tiệm vàng Kim Thành Thảo sắm những cái sản phẩm rất là đẹp luôn nha quý khách nha. Đây, những cái sản phẩm mà chị chọn là hàng VIP em mới vừa tuyển về luôn á nha. Này, hàng cuối năm là rất là đẹp luôn quý khách ơi. Hôm nay thì chọn có vàng nữ trang 61 và vàng nữ trang 98 luôn ạ. Đầu tiên sẽ giới thiệu cho quý khách xem mẫu nữ trang 610 ha. Đây, mẫu lắc bản hàng cao cấp nha, siêu phẩm nha quý khách nha. Bản này là bướm hoa trà, quá xuất sắc luôn. Đẹp ơi là đẹp. Này, cái mẫu lắc này thì trọng lượng của nó là cỡ khoảng 8 chỉ hơn nha. Sang, cực kỳ sang luôn nè. Lắc này đeo là kết hợp với một chiếc nhẫn VIP.
ít trà luôn nha. Rồi siêu đỉnh, rất là đẹp quý khách ơi. Rồi nhẫn thì mê luôn. Chiếc nhẫn hoa trà này thì trọng lượng của nó là cỡ khoảng là 3 chỉ 2 phân 9 nha. Đẹp quá. Từng cái hộp đá của nó là hộp cao cấp hết luôn, hộp của Pháp nha. Giác hộp rất là lanh và sáng luôn. Cái này chị định đeo luôn ha. Em đeo cho chị luôn. Cái này là đeo món giữa chứ. Món giữa mới sao. À, đúng rồi. Ôi, quá đẹp, siêu đỉnh. Nắp 2 ha. Dạ. Ôi. Đẹp quá quý khách ơi. Em nói không sang là không tiền, quá đẹp luôn. Trời ơi. Trong hình thì nhìn nó đẹp mà một mà ra ngoài là đẹp 10 luôn nha quý khách nha. Đây, ra ngoài cái hộp nó rất là sáng, mình nhìn thực tế nhìn nó mẫu đẹp lắm. Rồi, tiếp theo là một chiếc nhẫn cũng là hàng VIP luôn. Nhẫn này là vàng, màu vàng nha, vàng tươi. Đây. Đẹp quá. Vàng tươi này 3 tầng luôn ha. Chiếc nhẫn này cũng 3 chỉ hơn. Nhẫn này thì đeo bên này chị yêu ha, đeo bên này. Đeo với kết hợp với lại này là trên tay là 3 bộ xi men phải không chị? Xi men nè. Trên tay của chị là đang đeo xi men ni 62 nha quý anh chị nha. Phú Vinh Hoa Phú Quý nha. Đẹp ơi là đẹp luôn nè. Rồi, xi men này bản 4 ly Vinh Hoa Phú Quý và nó khúc cắt hoa mai nha. Đỉnh quá. Quá đẹp luôn. Ni 62 ni lớn nha quý khách nha. Tiệm em là bao ni từ 46 đến ni 64 luôn. Rồi. Siêu phẩm tiếp theo là một chiếc hoa 5D. Nhẫn hoa 5D vàng nữ trang 980 nha, 3 tầng. Nhìn cái bông rất là đẹp luôn quý khách ơi. Chiếc nhẫn này trọng lượng của nó là 4 chỉ mấy, gần 5 chỉ nha. Form to đẹp xuất sắc luôn. Nhẫn này là khuôn Hồng Kông nha. Có giả ánh kim 7 màu luôn. Rất là đẹp. Những chiếc nhẫn như vậy là quý khách đeo vừa đeo luôn nha, không chỉnh ni gì hết. Bản thân của nó không được chỉnh ni nha, đeo vừa là đeo luôn thôi. À, rất là cái may mắn cái duyên nè. Này. Cái này mình đeo ngón giữa luôn chị ha. Rồi, nhẫn này nhiều người thích lắm nhưng mà phải kén tay lắm nha. Tay vừa thì mới đeo được. Quá đẹp. Rồi, chị mình xuất sắc luôn. Kèm hai tay luôn đi. Đây. Đó, của em hết nha quý khách nha, của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha. Quá đẹp. Ân quận chị ha, hôm nay lên lựa những cái sản phẩm quá đẹp luôn nè, siêu phẩm luôn. Và cuối cùng là một đôi bông cho chị Tâm, thì hôm nay chị Tâm chọn đôi bông toàn ten. Chị thì thuộc tiếp đơn giản, ít có khi mà đeo nữ trang. Cho nên hôm nay là ủng hộ em thêm đôi bông nè. Đó, đôi bông này là có thể đeo tết, đeo đồ là ok luôn nha. Rất đẹp. Sắc luôn. Rồi, cái này lát em đeo cho chị Tâm, đeo luôn không? Chị Tâm đeo luôn, em đeo cho chị ha. Đeo không thì nhà tết đi. Đây đi xe nhà lên hả chị? Chứ đi xe nhà đâu, không biết được. Dạ hả? Rồi, xuất sắc, quá đẹp. Rồi em, đây, những sản phẩm mà hôm nay hai chị ủng hộ em nè. 246.300.000 đồng. Hóa đơn này là của chị yêu nè, đôi bông tai đúng không? Bông tai là đây, là của chị Tâm, còn tất cả là của chị Định. Rồi bốn hóa đơn. Dạ có. Đây, ngoài ra thì em còn tặng lịch Tết cho hai chị treo làm kỷ niệm nữa. Em cảm ơn hai chị rất là nhiều ạ. Dạ. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. À, chiều hôm nay thì Kim Thành Thảo được đón tiếp vợ chồng anh Hải ở Trảng Bàng Tây Ninh nha quý khách nha. À, hôm nay thì hai anh chị đến ủng hộ tiệm vàng gồm có xi men nè, dây, mặt, nhẫn, bông tai, nói chung là cả bộ đầy đủ luôn quý khách ha. Xi men thì hôm nay chị chọn là bản móc máy nha quý khách. Trên tay chị đang đeo hai kiểu xen kẽ nha. Móc máy mũi bi nè, dập bi rất là đẹp, sáng lắm luôn á, sáng đều luôn nha quý khách nha. Ống này là cỡ khoảng 2,5 ly. 3 bộ xi men có trọng lượng là 1,49 cây là gần 1,5 cây ha. Rất là đẹp luôn nha quý khách nha, sáng chiếu luôn, đều tay lắm luôn nè. Dạ rồi, tiếp theo là một bộ Chanel ha. Sợi dây mì kim tuyến sáng lắm luôn, như mì kim tuyến kết hợp với lại một cái mặt dây chuyền thương hiệu, một đôi bông thương hiệu luôn, cái tấm hết nha quý khách nha. Bông này là dạng bông đẩy, form những cái dạng thương hiệu này có đủ size luôn nha quý khách nha. Và siêu phẩm cuối cùng là một chiếc nhẫn hoa trà rất là xinh,
nhẫn hoa trà này cái bảng nó lớn, nó đeo rất là ôm tay luôn nha quý khách nha. Đây, rất là đẹp luôn nè. Nhẫn nó cỡ khoảng 1 chỉ 1/3, dây thì nặng là 1 chỉ 86 nè, mặt dây chuyền nặng khoảng 2/8 và đôi bông là nặng khoảng 4/1. Đây, tổng cả bộ trên tay này em cầm là cỡ khoảng là nặng cỡ 3 chỉ 7 ha. Cái này chị đeo luôn không? Đeo luôn chị nha. Dạ. À, nhẫn mình đeo món nào ạ? À? Dạ đây. Đây, cái đây bản nè, đeo nó rất là ôm cái tay nè, sáng lắm luôn. Những cái mẫu thanh thanh như vậy thì quý khách có thể là đeo hàng ngày đều được luôn ha. Rất là xinh, cái dây sáng quá. Và cuối cùng là đôi bông. Rồi, bên này nữa chị ha. Ở xa hai vợ chồng đi xuống đây lúc mấy giờ? Sáng đi khám bệnh nữa, đi bệnh viện ra mặt. Dạ, đi công việc sẵn ghé em luôn. Em cảm ơn chị đã không ngại đường xa đến ủng hộ em nha. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. À.